dòng chảy lịch sử của đất nước ta là một đất nước kiên cường, luôn phải hứng chịu những áp bức từ nước lớn phương Bắc, các cuộc xâm lược bành trướng thường xuyên, đe dọa, quấy nhiễu, tàn sát, cướp phá không biết bao nhiêu kẻ xiết, những nỗi thống khổ đó đều thuộc về nhân dân đất Việt. Nhưng dù gian nan, cơ cực, dù khó khăn trồng chất ấy, thì đất nước ta chưa bao giờ chịu khoanh tay, chưa bao giờ chịu khuất phục. Hôm nay chúng ta cùng nhau trở về lịch sử hào hùng ngày xưa ấy chứng kiến một cuộc chiến làm thất điên bát đảo quân giặc nhà Tống. Là một trận mở màn với quân xâm lược, hùng mạnh gấp nhiều lần tiềm lực của chúng ta. Đó là cuộc chiến tranh Tống Việt lần thứ nhất vào năm 981 do Lê Hoàn trực tiếp chỉ đạo, dạy cho Trung Quốc một bài học thích đáng. Là một cuộc chiến tranh giữa nhà Tống, thời Tống Thái Tông và Đại Cổ Việt, thời Lê Đại Hành, diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4 năm 981 trên lãnh thổ Đại Cổ Việt. Kết quả Đại Cổ Việt đã đánh bại quân đội nhà Tống. Sau cuộc chiến này, vào năm 986, Hoàng đế Đại Tống công nhận nhà Tiền Lê và ban chế phong cho Lê Đại Hành. Vào cuối năm 979, Đinh Tiên Hoàng và Thái tử Đinh Liễn bị ám sát. Tháng 5 năm 980, sứ nhà Tống ở Đại Cổ Việt là lưu tập về nước báo cáo. Triều đình nhà Tống biết được tình hình dối ren ở Đại Cổ Việt. Đến tháng 8 năm 980, Hầu Nhân bảo, là quan chấn thủ châu Ung của Đại Tống, đã dâng thư lên Hoàng đế Đại Tống. Báo cáo việc Đại Cổ Việt có nội loạn và là thời cơ thích hợp để đánh chiếm và xin được về Kinh Đô để trình bày rõ hơn vấn đề này. Hoàng đế Đại Tống theo lời khuyên của Lưu Đa Tốn nên đã không chịu hầu nhân bảo về Kinh Đô để giữ bí mật việc trinh phạt Đại Cổ Việt. Thay vào đó, Hữu Tráng là quan cai quản lộ Quảng Nam Tây, thuộc vùng Quảng Đông và Quảng Tây, được gọi về Kinh Đô báo cáo tình hình Đại Cổ Việt. Hữu Tráng tâu rằng, ở Giao Châu thì vua cuối họ Đinh, là Đinh Toàn còn nhỏ dại, bị giặc hãm hại, nước loạn mãi chưa yên, dân không biết dựa vào ai làm chủ. Ta nên kiếp sai quân sang, nói là đến cứu. Vua Tống nắm được tình hình đại cổ Việt rồi, lúc này, Tống Thái Tông mới phong cho hầu nhân bảo, làm Giao Châu lộ thủy lục kế độ chuyển vận sứ. Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ, Lưu Trừng, Giả Thực, giữ chức binh mã đô bộ thự, lập tức chuẩn bị chiến tranh với Đại Cổ Việt, đồng thời ban chiếu trinh phạt Đại Cổ Việt. Với nội dung như sau, thành giáo và oai linh của nước nhà vang khắp cả mọi nơi, gần đây đất diên chỉ, chưa sáp nhập vào địa đồ Trung Quốc, chúng ở một phương, gần nơi ngũ lĩnh. Từ cuối đời đường rối loạn, chia sẻ đất đại, rồi chúng làm ra một nước tiếm ngụy, ở xa thanh giáo thành ra phong tục như đứa mù đứa điếc. Kịp khi phiên ngung đã bình định, mới ban cho chính sóc mà tuân hành, tuy đã phục tùng chịu làm phiên thuộc, nhưng cứ tu luyện binh lính, có ý quật cường. Lễ thờ phụng nước trên, lẽ nào như thế, vậy ta bất đắc dĩ phải trị tội gian ngụy để cứu dân, phải cử binh qua đánh để khai hóa xứ mọi dợ, nay cho bọn tôn toàn hưng, xuất quân qua đánh. Tháng 8 năm 980, quan chấn thủ châu lạng, báo tin cho triều đình việc quân tống, chuẩn bị đánh xuống đại cổ Việt. Dương Vân Nga sai người khoác long cổn cho thập đạo tướng quân, tôn Lê Hoàn lên ngôi vua, và để gấp rút chuẩn bị kháng chiến. Bước sang mở ủa đông năm 980, Tống Đế gửi thư tuyên chiến. Trong thư có đoạn, hiện nay ta đã sửa sang binh xa và bộ tốt, hiệu lệnh chiêng chống rất nghiêm minh. Nếu vâng theo giáo hóa thì được tha, nếu chống lại mệnh lệnh thì sẽ bị trị tội. Lê Đại Hành một mặt chuẩn bị kháng chiến, một mặt vẫn sai sứ mang thư sang triều đình Đại Tống, báo cáo việc đã lập đinh toàn nối ngôi đinh tiên hoàng. Nhưng nhà Tống không đồng ý, Tống Thái Tông Sai Lư Đà Tốn viết thư trả lời Lê Hoàn. Thư có đoạn như sau. Này chín châu bốn biển đã yên, chỉ còn giao châu của ngươi ở xa cuối trời. Ngươi định về theo ta, hay muốn chuộc lấy tội? Ta đang chuẩn bị xe ngựa, binh lính, cờ lệnh, chiêng trống. Nếu ngươi quy hàng ta tha, nếu trái mệnh thì ta đánh. Theo hay không, lành hay giữ, ngươi tự nghĩ lấy. Lúc này, triều đình nhà Tống cho lập giao chỉ hành doanh, là bộ chỉ huy lực lượng viễn trinh giao chỉ trong bộ chỉ huy này có hầu nhân bảo là tổng tư lệnh được phong làm giao chỉ lộ thủy lục kế độ chuyển vận sứ có nghĩa là chỉ huy cả thủy lục quân và sau khi chinh phạt được đại cổ việt thì sẽ biến sứ này thành một lộ của đại tống và giao cho hầu nhân bảo làm chuyển vận sứ các tướng lĩnh cao cấp khác là hàng chánh tướng và phó tướng gồm có tôn toàn hưng lưu trừng giả thực vương soạn và trần khâm tộ trong số đó thì tôn toàn hưng được giao chức phó tổng tư lệnh được phong làm ung châu lục lộ binh mã đô bộ thư hứa trọng tuyên là phó tổng tư lệnh đóng tại hậu cứ ở bên đất tống lưu trừng là chỉ huy lực lượng thủy quân hứa sương duệ chỉ huy lực lượng thông tin liên lạc ngoài ra còn nhiều sĩ quan hàng tùy tướng lại thuộc theo trong tống sử nhà tống chia quân làm hai đạo đạo quân bộ do lan châu đoàn luyện sứ tôn toàn hưng bác tác sứ trương tuyền và tả giám môn vệ tướng quân thôi lượng chỉ huy từ ung châu tiến vào đạo quân thủy do thứ sử ninh châu lưu trừng quân khí khố phó sứ giả thực cung phụng quan các môn tri hậu vương soạn chỉ huy từ quảng châu tiến vào đại việt đại quân tống huy động chủ yếu là lực lượng tại các địa phương phía nam dưới quyền của hầu nhân bảo và hứa trọng tuyên ngoài ra còn có từ một đến hai vạn quân được huy động từ kinh hồ đặt dưới quyền của Lưu Trừng và Trần Khâm Tộ. Trong lực lượng trinh phạt này, thành phần cấm quân là thành phần chủ yếu. Cấm quân là lực lượng chủ lực và cơ động của quân đội Tống. Toàn bộ quân số Tống khoảng 13 đến 14 vạn người. Đứng trước một đội quân hùng mạnh phương Bắc xâm lược và hiếu chiến. Thì về phía Đại Cổ Việt giúp việc cho Lê Đại Hành trong việc chỉ huy quân và dân cả nước đánh trả là Phạm Cựu Lạng, giữ chức Thái Úy, hồng hiến giữ chức thái sư thiền uyển tập anh cho biết thời lê đại hành chống tống vua thường mời sư pháp thuận và đại sư ngô trân lưu cùng dự bản mưu kế đến khi thái bình vua ban khen các sư đều không nhận thưởng lê đại hành thân trinh dẫn đại quân từ kinh thành hoa lư theo đường thủy ngược sông đáy sông nhuệ mà vào sông hồng rồi từ đó tiến lên miền địa đầu đông bắc đất nước lữ lang được cử đưa đạo quân uy dũng Tử Hoa Lưu Lên giữ phòng tuyến bờ Bắc sông Lục Giang, địa phận Thái Bình ngày nay. Trần Công Tích Lên chấn thủ ở Nghĩa Đô, gần thành Đại La, Hà Nội ngày nay. Lê Long Kính chấn thủ ở bờ Bắc sông Hải Triều, tức sông Luộc. Các tướng lĩnh khác bên phía Đại Cổ Việt gồm có Phùng Phường, Đào Trực, Hoàng Vĩnh Chu, Đào Công Mỹ, Phạm Quảng, Đào Thành, Phạm Minh, Nguyễn Triệt, Vũ Uy, Đào Hồng, Đặng Xuân và bốn em trai. Vương Minh, Vương Xuân, Vương Hồng và hai em gái, và Dũng Mạnh, làm, hộ vệ cho Lê Đại Hành. Đại cổ Việt đã khẩn trương xây dựng các phòng tuyến. Đáng chú ý nhất trong số này là chiến lũy Bình Lỗ. Hiện chưa có khẳng định cuối cùng là Bình Lỗ ở đâu. Nhưng được sử sách ghi là một nơi hiểm yếu, tạo thế trận gây nguy hại cho quân giặc. Bên cạnh đó, Lê Đại Hành cho cắm các cọc nhọn trên sông Bạch Đằng và một số sông khác để đối phó với thủy quân Tống. Đến đây, công tác chuẩn bị của Đại Việt tương đối vững vàng, có thể đương đầu với lực lượng Đại Tống. Việc quân Tống tấn công Đại Cổ Việt theo những hướng nào, đến nay có nhiều quan điểm. Bởi vì lực lượng của họ lớn, có thể phân chia nhiều đạo quân để tiến vào nước ta. Theo ghi nhận của Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm Định Việt sử thông giám cương mục, Việt Nam sử lược và một số sách lịch sử khác chép rằng, quân Tống có một đạo lục quân do Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng chỉ huy tiến vào Đại Cổ Việt qua đường Lạng Sơn và một đạo thủy quân do Lưu Trừng chỉ huy tiến vào qua cửa sông Bạch Đằng. Còn một số nhà nghiên cứu lịch sử hiện đại gần đây, trong đó có các nghiên cứu của tác giả từ Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho rằng thủy quân Tống Do Hầu Nhân Bảo chỉ huy và đi qua Lãng Sơn, nay là đảo Hai Núi hoặc Cù Lao Hai Núi, ở tọa độ trung bình 21.041 Vĩ Bắc, 107.036 Kinh Đông, ngoài khơi Quảng Ninh, vào sông bạch đằng lục quân do tôn toàn hưng đi theo con đường qua tiên yên đông triều theo một số sử liệu đã nhắc ở trên thì tướng hầu nhân bảo đã tiến quân vào đại cổ việt qua đường lạng sơn đến chi lăng hầu nhân bảo bị quân đại cổ việt mai phục tập kích và tử trận ngay tại đây mất đi chủ tướng ngay trận đầu quân tống vỡ trận và bị tiêu diệt quá nửa đây là trận đánh quyết định của cuộc chiến tranh vì như các sách sử cổ này chép thì cánh quân của Lưu Trừng nhận được tin, cánh quân của Hầu Nhân Bảo thua trận liền tháo chạy. Và đến đây, chiến tranh kết thúc. Đại Việt sử ký toàn thư, không hề nhắc đến các trận đánh nào khác trong cuộc chiến tranh này. Còn Khâm Định Việt sử thông giám cương mục, và Việt Nam sử lược có nhắc đến một trận ở sông Bạch Đằng, một trận ở Tây Kết nữa. Riêng về địa danh Chi Lăng, các sách cho rằng, quân Tống đi qua đường Lạng Sơn cũng không thống nhất với nhau. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Việt Nam Sử Lược nói là Ải Chi Lăng. Khâm định Việt Sử Thông Giám Cương Mục nói là sông Chi Lăng và cho biết đây là con sông chảy qua xã Chi Lăng, Lạng Sơn. Đại Cương Lịch Sử Việt Nam Tập Y của nhà xuất bản giáo dục do Trương Hữu Quýnh chủ biên thì cũng viết là sông Chi Lăng, nhưng lại nói đó chính là sông Thương. Những ý kiến gần đây cho rằng có sự lầm lẫn về địa danh trong sử sách. Nguyễn Minh Tường trong sách Bối cảnh Định Đô Thăng Long và sự nghiệp của Lê Hoàn, dẫn ý kiến các nhà nghiên cứu Trần Bá Trí, Hà Văn Tấn cho rằng, chỉ vì bản dịch Việt sử lược hiện có đã dịch nhầm chữ Lãng, tức Lãng Sơn thành Ngân tức Ngân Sơn, mà nhiều nhà sử học đã loay hoay tìm con đường tiến của quân Tống từ Lãng Sơn qua Bắc Thái, tức Bắc Cạn. Thực ra, Lãng Sơn là tên gọi một hòn núi ở gần Vạn Ninh của Quảng Ninh. Hầu Nhân Bảo đã đi qua Lãng Sơn ở Quảng Ninh để tiến vào sông Bạch Đằng và vì thế, hầu nhân bảo bại trận tại cửa sông Bạch Đằng, chứ không phải Ô V giờ Chi Lăng. Theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục và Việt Nam sử lược có chép về một trận Bạch Đằng. Tại đó, quân đại cổ Việt chịu thất bại vì quân Tống quá đông. Đại cương lịch sử Việt Nam tập y thì lại chép rằng, ngay trận đầu này, quân đại cổ Việt đã thắng, đạo thủy quân của Tống bị đánh tan. Theo các nghiên cứu lịch sử hiện đại, thì ngày 24 tháng 1 năm 981, cánh quân Thủy do Hầu Nhân Bảo chỉ huy, ồ ạt tiến vào cửa Bạch Đằng. Trong trận Bạch Đằng đầu tiên này, quân Đại Cổ Việt đã thất bại, không những không ngăn được quân Tống, mà còn bị thương vong rất nhiều. Quân Tống lấy được 200 thuyền, tiêu diệt hơn 1.000 quân lính Đại Cổ Việt. Lê Đại Hành phải rút về vùng Xạ Sơn, huyện Kinh Môn, An Lạc, huyện Trí Linh, Hải Dương để củng cố lại thế trận, đồng thời gửi thư trá hàng. Sau khi thủy quân Tống đánh trận Bạch Đằng khoảng 5 ngày, tức là vào 30 tháng 1 năm 981 thì lục quân Tống dưới sự chỉ huy của Tôn Toàn Hưng mới tới Hoa Bộ. Về địa danh Hoa Bộ, Trần Bá Chí cho biết, Hoa Bộ là địa danh do nhà Tống gọi, có nghĩa là nơi có nhiều người Hoa sinh sống. Và nghiên cứu này còn cho biết, có nhiều quan điểm khác nhau về vị trí của địa danh Hoa Bộ. Có quan điểm cho rằng Hoa Bộ ở vùng kép, tức là gần sông Thương. Có quan điểm cho đó là gần sông Cầu các quan điểm này thống nhất với quan điểm cho rằng lục quân tống tiến vào đại cổ việt qua đường lạng sơn bản thân trần bá trí dẫn các nghiên cứu về khảo cổ và quan điểm quân sự cho rằng hoa bộ gần sông bạch đằng ở khoảng huyện thủy nguyên ngày nay quan điểm cho rằng hoa bộ ở gần sông bạch đằng thống nhất với quan điểm cho rằng lục quân tống tiến vào đại cổ việt qua đường ven biển đông bắc đại cương lịch sử việt nam tập y lại cho rằng hoa bộ là địa danh ở nam quảng đông trung quốc và Tôn Toàn Hưng đóng quân lì ở đó, không chịu tiến vào Đại Cổ Việt. Tại Hoa Bộ, Lục quân Tống đã gặp và giao tranh với quân Đại Cổ Việt. Tục tư trị thông giám trường biên của Lý Đào chép rằng quân Tống đã đánh bại hơn vạn quân giao chỉ, chém được 2.345 đầu giặc. Tuy nhiên, lục quân Tống đã không thể tiến tiếp để gặp thủy quân. Do vậy lực lượng đơn lẻ, dần bị suy yếu. Hầu nhân bảo chiếm được sông Bạch Đằng và các làng mạc xung quanh đặt giao châu hành doanh tại đó để phối hợp quân thủy bộ, bước tiến sâu vào nội địa Đại Cổ Việt. Tuy nhiên, hai đạo thủy lục quân của Tống không thể liên lạc được. Tôn Toàn Hưng viện cớ chờ Lưu Trừng đưa viện binh, thủy quân, sang, rồi mới cùng tiến quân một thể. Đến tháng 3 năm 981, sau hơn hai tháng chiếm bạch đẳng hoa bộ, cả hai cánh quân Tống vẫn dậm chân tại chỗ. Quân Tống liên tục bị quân chủ lực và dân binh các làng xã tập kích và quấy rối làm cho lực lượng bị tiêu hao, tinh thần binh lính suy giảm. Khi Lưu Trừng đưa quân tới nơi, Tôn Toàn Hưng cùng Lưu Trừng tiến quân, nhưng không gặp đối phương và lại quay về Hoa Bộ. Quân Tống phát hiện quân Đại Cổ Việt có chiến lũy bình lỗ kiên cố, quân Tống chủ trương đánh chiếm Đại La để làm bàn đạp tiến đánh Hoa Lư. Ngày 7 tháng 2 năm 981, Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng chỉ huy thủy lục quân tiến theo sông Kinh Thầy vào sông Lục Đầu phía đại cổ việt trinh sát được sự di chuyển của quân tống liền kéo một bộ phận lớn về giữ sông lục đầu dưới sự chỉ huy của đích thân lê đại hành cùng các tướng trần công tích trần bảo trung trần minh khiết quân đại cổ việt bố trí dọc tuyến sông từ đại la tới sông lục đầu để ngăn cản đối phương vào đại la tại sông lục đầu quân đại cổ việt có một căn cứ là phù lan trên sông có nhiều bãi cọc để ngăn thuyền bè của tống thủy quân tống giàn quân chiếm sông lục đầu lục quân được vận chuyển bằng thuyền rồi đổ bộ lên bờ lập trại. Lúc này, hai bên Tống, Việt giao chiến ác liệt. Quân Tống nhiều lần tìm cách để chọc thùng phòng tuyến của quân đại cổ Việt, hòng tiến về Đại La nhưng đều thất bại. Quân Tống bị thua to ở sông Lục Đầu, quân số hao hụt nặng nề, vũ khí, chiến thuyền hư hỏng, mất mát nhiều, lương thực khó khăn thêm. Cuối cùng, quân Tống đành phải rút về vùng xung quanh sông Bạch Đằng và sông Lục Đầu vì thế còn được gọi là sông Đồ Lỗ. Đồ nghĩa là giết, lỗ là chỉ quân Tống. Sau trận lục đầu, tinh thần của quân Tống bị sa sút nghiêm trọng. Tôn Toàn Hưng sau khi quay về Hoa Bộ, thì đóng lì ở đó không dám giao chiến, bắt chấp sự thúc giục của Hầu Nhân Bảo, hắn lấy cớ chờ quân tăng viện sang mới tiến được. Do đó, Hầu Nhân Bảo nguy kịch cho tiền tuyến. Chờ đợi mãi, đến ngày 11 tháng 4 năm 981, Thủy quân tăng viện của Tống do Lưu Trừng chỉ huy mới tới sông Bạch Đằng và sát cánh với lực lượng của Hầu Nhân Bảo. Tiếp đó, lục quân Tăng Viện của Tống, do Trần Khâm Tộ chỉ huy cũng tới nơi. Tôn Toàn Hưng cử Trần Khâm Tộ tiến công và viên tướng này đã thành công trong việc chọc thùng phòng tuyến của quân đại cổ Việt tiến đến Tây Kết, bên sông Hồng, thuộc địa phận huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên ngày nay, và chuẩn bị cho trận đánh lớn. Bình Lỗ là tên một thành cổ được ghi nhận trong lịch sử Việt Nam nhờ có thành này mà năm 981 Lê Đại Hành đã đánh tan được quân Tống. Cho đến nay, có hai giả thuyết về vị trí của thành Bình Lỗ. Giả thuyết thứ nhất cho rằng, thành này nằm trong đoạn sông Hồng từ ngã Ba Lệnh, Yên Lệnh, Hà Nam, đến ngã Ba Vàng, Giao Thủy, Nam Định. Tác giả đã dựa vào giả định, quân Tống muốn đánh Hoa Lư trước, nhưng không vượt được phòng tuyến Bình Lỗ, và phải quay về sông Bạch Đằng. Chính vì giả thuyết này, mà xuất hiện thêm một trận Bạch Đằng thứ hai, nhưng không thấy có trong các sử liệu cũ. Giả thuyết thứ hai thì cho rằng Bình Lỗ nằm ở hương Bình Lỗ, ngay bên bờ sông Cà lồ. Thuyết này dựa vào bài viết về Đại sư Khuông Việt trong sách Thiền Uyển Tập Anh, trong đó cho biết Khuông Việt đã được vua cử đi trước đến Bình Lỗ để chuẩn bị trận địa mai phục đánh Tống. Chú thích của Lê Mạnh Thát trong bài này đã ghi rõ sông Bình Lỗ chính là sông Cà Lộ ngày nay. Người thứ hai ủng hộ thuyết này là Nguyễn Vinh Phúc. Ông cho rằng quân Tống muốn đánh chiếm Đại La trước, vì thành này quan trọng hơn, sau đó mới tiến xuống đánh Hoa Lư. Hương Bình Lỗ xưa kéo dài từ núi Sóc đến sông Cà Lổ. Một căn cứ nữa nghiêng về giả thuyết thứ hai, được ghi ngay trong mục 2.2 của bài này, là hướng hành quân của vua Lê Đại Hành. Theo đường thủy, ngược sông đáy, sông Nhuệ mà vào sông Hồng, rồi từ đó tiến lên miền địa đầu đông bắc đất nước. Trên đường hành quân, ông dừng ở làng Tó, xã Tả Thanh Oai, nằm dọc sông nhuệ huyện thường tin ngày nay rồi vượt sông hồng và xuôi dòng sông ca lồ để đến bình lỗ chuyện hai vị thần ở long nhãn như nguyệt trong đó đã mô tả diễn biến của trận đánh nơi này nằm trên sông ca lồ thuộc địa phận làng tiên tảo căn cứ kháng chiến cũ của hai vị anh hùng trương hống trương hát gần với ngã ba xả cửa sông ca lồ tại đây quân đại cổ việt đã thắng lớn được sách thiền uyển tập anh ghi khá rõ quân giặc kinh hãi rút về giữ sông hữu ninh lại thấy sóng gió nổi lên giao long nhảy nhót giặc kinh hãi và tan vỡ sách đại việt sử lược thì ghi như sau vua tự làm tướng đem quân ra chống cự vua cho cắm cọc cứng dưới sông quân tống rút về giữ mặt ninh giang vua sai người sang trá hàng để dụ hầu nhân bảo quân tống thua trận hầu nhân bảo bị bắt và bị chém bọn trần khâm tộ nghe tin thất trận phải rút lui sông hữu ninh có thể là một nhánh của sông cà lộ nối từ thành bình lỗ ra đến bờ sông cầu nay đã bị vùi lấp trận bình lỗ gồm cả trận đánh trên sông hữu ninh sông hữu ninh chính là nhánh sông bên phải của sông ninh tức sông cầu ngày nay dọc con sông nhỏ hẹp này còn để lại nhiều dấu tích với những cái tên như ngòi ác cầu cửa ma đầm lâu và một nấm mồ chung chạy dài có tên là bờ sắc các dẫn chứng đều nghiêng về giả thuyết thứ hai là thành bình lỗ nằm bên bờ sông cà lộ ngay sau khi bị thất bại ở phòng tuyến Bình Lỗ, trở lại sông Bạch Đằng, đảo thủy binh Hầu Nhân Bảo rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tuy viện binh tống do Lưu Trừng chỉ huy, đã kéo sang từ tháng 4 năm 981, nhưng Giao Châu Hành Doanh vẫn không sao thực hiện được kế hoạch hợp điểm, hội sư để cùng tiến chiếm Hoa Lư. Liên quân Lưu Trừng tôn toàn hưng, tiến quân đến thôn Đa Ngư, nhưng không gặp chủ quân Đại Cổ Việt để giao chiến, lại vội vã rút quân về Hoa Bộ cánh quân bộ do Trần Khâm Tộ chỉ huy, tiến xuống Tây Kết cũng trở thành đạo quân bị cô lập, ở vào tình thế dễ bị đối phương truy kích tiêu diệt. Cánh quân thủy của Hầu Nhân Bảo từ sau trận lục giang, vốn đã bị tiêu hao sinh lực, phương tiện chiến đấu, lại bị chia cắt khỏi thế trận liên kết chung. Ý đồ tiêu diệt quân chủ lực của Đại Cổ Việt hoàn toàn thất bại. Trong khi đó, Lê Đại Hành bí mật tăng cường lực lượng, chuẩn bị một trận quyết chiến giáng đòn quyết định. Ông chọn một khúc sông hiểm yếu, rồi bố trí quân mai phục chờ sẵn. Đến ngày 28 tháng 4 năm 981, trận quyết chiến Bạch Đằng diễn ra. Có nghiên cứu cho rằng, Lê Đại Hành đã cho một cánh quân ra khiêu chiến với quân Hầu Nhân Bảo. Chiến sự đang diễn ra quyết liệt thì quân Đại Cổ Việt giả vờ thua chạy, quân Tống thừa thắng đuổi theo. Khi chiến thuyền của Hầu Nhân Bảo lọt vào trận địa mai phục, Lê Đại Hành tung quân ra đánh giáo giết. Các chiến binh Đại Cổ Việt từ khắp các trận địa mai phục và từ các nẻo đường đổ về sông Bạch Đằng, vây đánh quân Tống quyết liệt. Hầu Nhân Bảo bị giết chết trong đám loạn quân. Lưu Trừng vội vã dẫn đám tàn quân tháo lui ra biển. Tuy nhiên, một số sử liệu của Trung Quốc và Việt Nam cho rằng, Lê Đại Hành đã gửi thư Trá Hàng và lập Đại Tuyên Thệ. Hầu Nhân Bảo tưởng thật, đi thuyền tới Đại Tuyên Thệ thì bất ngờ bị thủy quân Đại Cổ Việt chia cắt khỏi lực lượng bảo vệ và bị lính tinh nhuệ của Đại Cổ Việt giết chết những người có công giết hầu nhân bảo có thể là các tướng đào công mỹ người làng dịch sứ hà bắc và phạm công quang người trang hoa trương huyện thủy đường thủy nguyên hải phòng đảo hồng người làng phong đình long biên các mũi quân đại cổ việt cũng đồng thời tấn công thủy quân tống và tiêu diệt một bộ phận lớn quân giặc tại đây khi nghe tin hầu nhân bảo bị giết trên sông bạch đằng tôn toàn hưng hoảng hốt dẫn quân bỏ chạy đạo quân trần khâm tộ ở tây kết lo sợ rút lui bị quân đại cổ Việt truy kích tiêu diệt gần hết. Tướng Tống là Triệu Phụng Huân bị bắt ngay tại trận. Một số sử liệu cũ của Việt Nam chép rằng viên tướng Quách Quân Biện cũng bị bắt trong trận Tây Kết. Tuy nhiên, Trần Bá Trí, 2003, dựa vào kết quả nghiên cứu điển giã mà cho rằng Quách Quân Biện đã thoát trận Tây Kết và tìm cách rút về qua đường Sóc Sơn, phổ yên hướng về Vũ Nhai. Quân đại cổ Việt truy kích đến tận Vũ Nhai thì mới bắt được Quách Quân Biện các sử liệu của trung quốc chép như sau về các chiến thắng của quân tống giai đoạn đầu khá rõ ràng nhưng khi chép về các thất bại lại rất sơ lược tục tư trị thông giám trường biên của lý đào chép việc các tướng lĩnh chinh phạt đại cổ việt thất bại bị trị tội theo đó lưu trừng cùng giả thực đều bị giết bêu đầu ở chợ ung châu tôn toàn hưng bị hạ ngục rồi bị tội chết trần khâm tộ hắc thủ tuấn thôi lượng đều bị trách phạt giáng chức các tướng lĩnh tống cao cấp bị chết hay bị bắt tại trận gồm Tổng tư lệnh Hầu Nhân Bảo, Chu Vị, Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân. Sau cuộc chiến tranh này, Đại Tống chấp nhận xuống nước, đến năm 986, thì nhà Tống chính thức thừa nhận Lê Hoàn là người cai trị Đại Cổ Việt. Hai bên giao hảo, cứ hai năm một lần Đại Cổ Việt chiều cống Đại Tống, còn Đại Tống ban sắc phong cho Lê Hoàn. Sau này, vào năm 995, quân Đại Cổ Việt đã có hành động tiến quân sang đất Tống, như ở trấn như hồng thuộc địa phận châu khâm nhà tống gửi thư trách nhưng lê hoàn đã trả lời khá ngạo mạn việc cướp trấn như hồng là do bọn giặc biển ở cõi ngoài hoàng đế có biết đó không phải là quân của giao châu không nếu giao châu có làm phản thì đầu tiên đánh vào phiên ngung thứ đến đánh mân việt há chỉ dừng ở trấn như hồng mà thôi do vậy tống không trả lời thư thêm gì có một số nghiên cứu cho rằng bài thơ thần nam quốc sơn hà đã được đọc trong trận tại sông lục đầu có nghĩa là trước cả cuộc chiến tranh tống việt năm 1075 đến 1077 bài thơ thần này được cho là gắn với thần trương hống và trương hát mà dân gian cho là cư ngụ ở vùng sông thương sông cầu tương truyền quân tống nghe thấy thần đọc thơ và thấy hai đạo âm binh xông vào đánh mình thì sợ quá mà tự tan vỡ qua trận đánh cho thấy trình độ nghệ thuật quân sự của dân tộc đại cổ việt lúc này đã có sự phát triển mới từ nghệ thuật quân sự của chiến tranh giải phóng sang chiến tranh bảo vệ tổ quốc thể hiện qua các mặt sau nghệ thuật chủ động bố trí thế trận khéo lợi dụng địa hình địa thế chọn đúng đối tượng tác chiến biết dùng mưu kế và sự phối hợp tác chiến giữa quân chủ lực và dân binh ở các địa phương để giành thế mạnh và chiến thắng quân dân đại cổ việt đã vận dụng tài giỏi nghệ thuật quân sự phù hợp với điều kiện một nước nhỏ chống lại cuộc xâm lược của một đế chế phong kiến lớn mạnh đó là phương bắc mà cụ thể là quân Tống hung ác. Vì biết trước âm mưu của nhà Tống sang xâm lược và mục tiêu là cố chiếm cho kỳ được thành hoa lư, nên Lê Hoàn đã nhanh chóng xác định đúng phương hướng chống phá, không bị động ngồi chờ đánh giặc. Từ tháng 11 năm 980, nhà vua trực tiếp dẫn đại quân ra miền địa đầu đất nước, chuẩn bị bố phòng, sẵn sàng đón đánh các đạo quân giặc ngay khi chúng vừa xâm phạm lãnh thổ. Nhằm lấy quân nhàn đợi quân mệt, phá vỡ ý đồ hợp điểm, hội sư của địch, không cho chúng phối hợp thủy bộ, tạo thành mũi rùi nguy hiểm, thọc sâu vào vùng đồng bằng đông dân, giàu của và kinh đô Hoa Lư. Thực tế cho thấy, các trận đánh ở Bạch Đằng, 24 tháng 1 năm 981, Hoa Bộ, 30 tháng 1 năm 981, Đổ Lỗ, 7 tháng 2 năm 981, Lục Giang, tháng 3 năm 981, là những trận đánh có tính chất kiềm chế, ngăn chặn những mũi tiến công, theo hai hướng thủy bộ của địch kết quả là cánh quân bộ binh của Tôn Toàn Hưng dậm chân ở Hoa Bộ 70 ngày. Và cả hai đạo quân thủy bộ, sau hơn hai tháng tiến vào Đại Cổ Việt, đã bị nhiều tổn thất, khó khăn, mà vẫn chỉ quần quanh ở vùng Bạch Đằng, Hoa Bộ. Dấu cánh quân của Trần Khâm Tộ đến được Tây Kết vào tháng 4 năm 981 thì cũng hoàn toàn rơi vào thế bị cô lập. Chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của quân Tống bị phá sản. Chính lúc đó, lê hoàn chủ động mở cuộc phản công chiến lược đánh trận quyết chiến bạch đằng và giành được thắng lợi vẻ vang phát huy thế mạnh đánh giặc ngay trên quê hương mình và biết rõ âm mưu của quân tống lê hoàn đã dựa vào hình sông thế núi hiểm trở của đất nước mà bố phòng các đồn lũy đắp xây thành bình lỗ đặc biệt là đóng cọc ngăn sông bạch đằng với vị trí hiểm yếu tự nhiên của sông bạch đằng binh lực của đại cổ việt ở đây bố trí không cần quá nhiều mà vẫn có thể cầm giữ ngăn cản bước tiến quân địch một cách chắc chắn. Với tinh thần tác chiến phù hợp, đã nhanh chóng làm suy sụp tinh thần của đội quân xâm lược nhà Tống, quân và dân Đại Cổ Việt chúng ta đã biết chọn đúng đối tượng để giáng đòn phản công quyết định. Đối tượng tác chiến trong trận Bạch Đằng Xuân 981 là toàn bộ đội binh thuyền của Hầu Nhân Bảo. Đó là viên tổng chỉ huy giao châu hành doanh, mang nhiều tham vọng nhất, liều lĩnh và hiếu chiến nhất. Hầu Nhân Bảo cũng là viên tướng tỏ ra có kỷ luật nhất có quyết tâm thực hiện chiến lược của Tống Triều và đã nhiều lần thúc giục Tôn Toàn Hưng cùng xuất quân đánh chiếm Hoa Lư. Và chúng đã tự nộp mạng trước sự tài tình của nhân dân ta, đứng đầu là Lê Hoàn tướng quân. Do đó, việc Lê Hoàn chủ động đánh đạo thủy binh Tống và giết chết chủ tướng bên địch đã có tác động đến toàn cục của chiến tranh. Quân nhà tiền Lê đánh đòn quyết định đối với đạo thủy binh Hầu Nhân Bảo vào lúc đạo quân này đã bị chia tách khỏi thế trận liên kết của toàn quân đội nhà Tống. Tôn Toàn Hưng và Lưu Trừng đang co cụm chiến lược ở vùng Hoa Bộ để tránh bị quân Lê tiêu diệt. Trần Khâm Tộ và đạo quân Bộ lẻ loi còn đang xa lầy trên cánh đồng Tây Kết. Chính vì thế, khi Lê Hoàn tổ chức phản công, Hầu Nhân Bảo không có quân ứng cứu, nên dễ dàng bị quân Đại Cổ Việt giết chết tại trận. Qua chiến sự cho thấy, giết Hầu Nhân Bảo không mấy dễ dàng. Bởi vậy, Lê Hoàn mưu tính dùng kế trá hàng hy vọng giết đúng tên chủ tướng theo cách thứ nhất là bên trong bí mật củng cố lực lượng bài binh bố trận phòng bị cẩn mật thứ hai là bên ngoài thì giấu binh nới vây hãm giảm canh phòng thứ ba là đồng thời đưa thư từ sang tống tỏ vẻ run sợ dùng lời lẽ nhún nhường ngỏ lời cầu xin quy phục để bảo toàn tính mạng tống sử trung quốc chép rằng lê hoàn giả vờ xin hàng mà Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng cứ tưởng là thật. Điều này chứng tỏ Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng đã bị mắc lừa mưu kế của Lê Hoàn mà lơ là không phòng bị. Do đó, khi bị quân đại cổ Việt tập kích, Hầu Nhân Bảo hoàn toàn bất ngờ, không kịp chống đỡ và bị giết chết. Đó cũng là cái chết sơ đẳng nhất của nhà binh. Việc Lê Hoàn truyền hịch cầu tài, xuống chiếu tuyển quân, thu lương ở khắp mọi miền đất nước đã thực sự phát huy sức mạnh đoàn kết chiến đấu chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Cô Việt. Những trận đánh lớn ngoài quân chủ lực của triều đình còn có sự tham gia rất tích cực của các đội dân binh địa phương. Dân binh các làng xã còn thường xuyên tập kích, quấy rối những lúc quân địch đang dậm chân tại chỗ, khi chưa tiến được, khiến cho quân Tống bị tiêu hao lực lượng, tinh thần hoang mang. Và tất cả những yếu tố trên đã làm cho trận đại thắng mùa xuân của lịch sử dân tộc, mùa xuân năm 981 vẻ vang ghi danh vào một trong ba lần nhấn quân thủ xuống sông Bạch Đằng. Đưa tên tuổi của quân và dân ta lên một thế thượng phong, quân thủ không còn coi khinh sức vóc nhỏ bé của chúng ta. Và trên hết là tên tuổi của một vị quân vương, một nhà cầm quân thiên tài lịch sử, Lê Hoàn, Lê Đại Hành, đã đi vào lịch sử trường tồn. Các bạn thân mến, trận chiến chống quân tống lần thứ nhất của dân ta xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau, tìm hiểu về trận đánh quân tống lần thứ hai tại bến sông Như Nguyệt và trận đánh úp tận ung châu trên lãnh thổ của dịch bây giờ xin được nói lời tạm biệt chúc các bạn tìm hiểu lịch sử vui khỏe hạnh phúc và thú vị xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào